Chào cả nhà. Sau đây mình xin giới thiệu cái sản phẩm phấn trang điểm mới cho cả nhà mình cùng xem và sử dụng. Thì là phụ nữ mà ai cũng mong muốn rằng mình đó là sẽ có một cái làn da nó khỏe mạnh từ bên trong và nó dễ nhìn từ ở bên ngoài. Thì phụ nữ thì mình ít nhất á, nếu như mà người ít trang điểm á, thì cũng sẽ có một cái cũng phải sở hữu một cái loại phấn trang điểm để mà mình giúp cho mình đó là tự tin và thành công hơn ở trong cái giao tiếp. Thì các chuyên gia mà về mỹ phẩm á, thì họ họ khuyên mình đó là nên dùng những cái loại mỹ phẩm mà có cái thành phần nó từ từ thiên nhiên để cho nó tốt cho cái làn da của mình á. Nếu như mà mình sử dụng cái mỹ phẩm mà có cái thành phần mà chì với thủy ngân á cao á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái làn da của mình, đó là làm cho da mình nó là lão hóa sớm nè, rồi đó là tàn nhang, đồi mồi, nám da, là nó gây hại cho da. Về cái phấn trang điểm á, thì ví dụ như là mình có đi đi tiệc á, thì mình hay đi đến tiệm để mà mình trang điểm, thì người ta hay làm cho mình đó là nói chung là cũng rườm rà lắm, nó các bước như là phấn phấn nền nè, phấn phủ, rồi nên á mình thấy cái da mặt của mình á nó dày cộm lên và nghe nó nặng nề lắm, cảm giác rất là nó không được tự tin cho mấy. Rồi thêm một phần nữa là nó ví dụ như là cái da mặt mình nó không có được ăn cái phấn á, thì nó sẽ bị mốc, và nếu như mà có nắng á thì nó sẽ bị đổ mồ hôi, rồi cái nó chảy, nó không có ăn phấn đó. Rồi thêm một phần nữa là khi mà mình đi về á, mình làm cái tẩy trang thì cái da của mình nó sẽ bị khô đó, cái da mình bị khô mà vài ngày sau á thì nó nổi mụn nữa đó. Nên đó là mình để mà mình lựa chọn được một cái loại phấn phù hợp với da thì nó rất là quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp lên làn da của mình. Vì vậy á, thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm nó từ thiên nhiên, nó sẽ tốt cho da mình. Và hôm nay á, thì mình xin giới thiệu đến chị em mình cái loại phấn mà mình cảm thấy là sử dụng nó tự tin, nó là phấn Sala 3D. Đây, mình show hàng cho các chị em mình coi ha. Chị cảm ơn mến nha. Ừ, đó, nó đây, em này nó rất là nhỏ gọn như thế này thôi, là mình có thể làm bỏ nó ở trong trong giỏ, trong túi, rồi nó sử dụng rất là tiện lợi khi mà mình đi đi dự dự tiệc, đi hội nghị hay là đi du lịch gì đó, mình xài được hết. Về cái tính năng của em này thì nó vượt trội lắm. Ví dụ như là cái cây phấn này là nó có hai cái đầu, một cái đầu á là lỗi phấn, một cái đầu là lỗi phấn, cái đầu còn lại á là cái cọ này nó có tác dụng với là để tán phấn ở trên cái cho nó đều á, mình cái tay mình nó sẽ không có tiếp xúc với da, mà cái cọ này nó sẽ giúp mình nó là tán phấn đều trên da. Và cái em này á, nó rất là nó có nhiều công dụng có lợi cho da, và như là về cái thành phần của nó thì nó chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, nó được chiết xuất từ tinh dầu tràm, lá hương thảo nè, rồi cây cây xô thơm, cây đoan và lá của tinh chất của lá sa la và dầu dừa, rồi từ đậu nành và cây bạch đậu ong. Từ những cái chất đó thì nó làm cho cái làn da mình sau khi thoa lên á thì là nó make up cái làn da mình,
cái làn da mình nó trở nên là căng mịn và nó giữ ẩm cho da, giúp cho da là không bị khô như những cái loại phấn thường. Những cái loại phấn thường á, khi mà mình đi đi tiệc về á, mình tẩy trang thì á, nó làm cho mình da mình nó khô. Còn cái phấn này á, mình đi tiệc về mình tẩy trang á, thì nó vẫn là mềm mịn bình thường. Và khi khi thoa lên, cái ưu điểm thứ hai nữa, khi là mình thoa lên á, thì cái phấn nó thấm hoàn toàn vô da, nó không có bị mốc, mà nó cái mặt của mình á, nó rất là nghe nó rất là mềm mịn mà nghe rất là nhẹ, nó không có bị nặng nề như là phấn nền rồi phấn phủ, nên mình rất là tự tin. Và mà đặc biệt á, là nó là chống nắng, nó chống nắng là SPF là 45 và nó có tác dụng là che khuyết điểm nữa, che khuyết điểm những cái đốm như là tàn nhang hay là mụn nhỏ nhỏ thì nó đều che lại hết. Và về cái kết cấu của lỗi phấn thì cái lỗi phấn này á, là nó có cái lỗi ở bên trong mà màu trắng, thì là nó chứa cái dưỡng chất để mà giúp cho da khỏe đẹp. Đây em này, đây ở trong á, thì nó có cái lỗi màu trắng giúp cho da khỏe đẹp. Và cái lỗi này á, ngoài cái nó cung cấp dưỡng chất ra thì nó còn có cái tính là sát khuẩn nhẹ. Đối với những cái em mà những cái nàng mà bị da có mụn á, thì nó sẽ sát khuẩn cái con mụn, rồi làm cho con mụn đó nó không có bị sưng lên, mà và nó không có lây lan ra những cái vùng da khác đó, nó có cái tính sát khuẩn nhẹ như vậy. Và cái lỗi ở bên ngoài á, thì nó có màu hồng nhạt. Cái màu này là cái màu của cái hoa anh đào, và về cái thành phần thì nó có cái lá và cái hạt của hoa hoa anh đào, nên khi mà mình đánh lên da nó không có trắng như những cái loại phấn khác. Mình thoa lên da thì nó trở nên đến là trắng bệch cái da, còn cái loại phấn này á, thì khi mà mình thoa lên da thì da nó trở nên trắng hồng. Và cái mùi này nó rất là thơm, nó thơm cái mùi kẹo vậy đó, mình mở ra là mình muốn cắn một miếng liền luôn á. Khi mình thoa lên da thì mình nghe cái hương thơm của cái mùi này nè, y như là kẹo, nó thoang thoảng rất là thơm. Và thì cái sản phẩm này á, là nó là khắc phục được những cái nhược điểm của những cái loại phấn thông thường, là nó không có dày cái mặt mình lên nè. Cái nữa là nó có dưỡng chất trong cái lõi màu trắng này à, là nó có dưỡng chất, nó nuôi cái nó giúp cho da mình nó khỏe lên và giữ ẩm cho da, nên đó là mình đi tẩy trang về á, là khi mà đi về mình tẩy trang á, thì nó không có bị khô da. Và cái đầu tiên á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sử dụng cái cây phấn này. Đầu tiên á, là mình trước khi sử dụng á, thì mình phải rửa mặt cho thật là sạch. Mình rửa mặt cho thật sạch. Rồi mình đây mình sẽ vặn lên như thế này. Mình vặn lên xong rồi mình chấm, nhưng mà mình chấm 5 điểm á, thì 5 điểm thì cũng rất là ok, nhưng mà đến khi mình tán ra thì nó rất là lâu, nên mình cứ chấm chấm nhẹ mà chấm đều hết toàn bộ trên mặt luôn. Đó, như vậy đó, mình chấm đều hết thì một hồi nữa mình thoa ra nó rất là dễ. Cách sử dụng thì nó đơn giản như vậy thôi. Với những cái chỗ nào mà mình có nó có tác dụng là che khuyết điểm nữa đó, mình thấy chỗ nào mà có khuyết điểm giống như là tàn nhang hay mụn gì á, thì mình đánh nhiều thêm một tí, rồi mình mở cái đầu cọ còn lại nè, mình sẽ tán theo ở trên trán, thì mình tán theo cái chiều của cái cấu trúc của da, bề chiều ngực cái chiều ngang như thế này, thì đó các bạn mình thấy chưa?
Em này thì xuất xứ từ Hàn Quốc, thì những cái người con gái Hàn á thì cái da mặt người ta mịn lắm, tại vì người ta sử dụng những cái sản phẩm đến từ thiên nhiên á, nên nó cái làn da họ đẹp. Còn ở trên đây thì mình ở ở vùng má thì mình cứ quét đều theo cái hình xoay tròn thì nó sẽ đều, nó thấm vào da, nó không có gây là móc cái gương mặt mình, mà khi mà càng nắng á, thì nó càng thấm hơn, càng đẹp hơn. Nhờ bên nó bên trong nó có những cái hạt kim tuyến mà nhỏ mà lấp lánh á, mình đi ra nắng rất là đẹp. Nào, cái phấn hồng không có màu mà màu trắng bệt. Bên đây mình đã làm rồi đây, đó, mình tán đều ra. Mà cái mùi, cái hương của nó rất là dễ chịu. Cái hương như là hương kẹo vậy đó. Cái đầu cọ này thì nó rất là nhẹ, nó nhẹ lắm, nó mềm, nó rất là mềm mịn, nó không có làm cho mình đau. Những cái đầu cọ thông thường thì khi mà mình làm như vậy thì nó rất là châm chích, mình có cảm giác rất là khó chịu, nhưng mà cái cọ này nó mềm dữ lắm, nó giúp cho mình khi mà mình tán như vậy á, nó rất là dễ chịu. Rồi xong rồi. Mình thấy mình vỗ vô tay, cái tay mình vô cái mặt như vậy nè, mình không có thấy cái kem nó dính ở trên cái tay này, chứng tỏ là nó đã cái phấn này nó thấm vào cái làn da của mình. Cái cọ này á là nó tránh cho cái tay mình tiếp xúc vào trong cái làn da của mình. Rồi thì nó rất là cái epsala này đó, nhỏ gọn nè, mình có thể mang theo bỏ vào túi vào giỏ để mình đi du lịch hoặc là đi dự hội nghị hay gì đó, mình đem ra mình make up vậy là xong. Cái làn da mình nó trắng lên, nhưng mà nó có cái màu hồng chứ không phải là trắng bệch. Rồi thì cái làn da mà sau khi mà trang điểm á, thì mình thấy nó rất là nó mềm mịn lắm, nó cảm giác rất như là chưa có trang điểm vậy đó. Cái kia nên nó làm mình rất là thích. Mà nó có thêm một cái nữa là lấp lánh á, mình đi ra nắng á là nó sẽ lấp lánh trên da của mình là mình thích nhất là cái vụ mà lấp lánh trên da, mà nó sẽ kèm dầu rất là tốt. Khi mà mồ hôi hay gì á là phấn nó càng thấm vào trong da, nên nó là dòm cái gương mặt của mình á, nó trắng nó hồng lên, giờ nó trẻ trung, rất là thích luôn. Và cái giá của em này á là 490.000, và em này sử dụng được á là từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng. Hiện nay á thì cái công ty Best Skin của chúng mình nó thì là đang rất là cháy hàng em này. Và nếu mà nàng nào muốn sở hữu cái em phấn tươi sa lan này thì liên hệ với mình sẽ hướng dẫn và cung cấp đến cho các nàng. Chúc chị em mình đó là luôn xinh tươi, và hẹn trong những dịp tới. Xin chào các bạn.